Xin chào tất cả anh em Thì ở đây mình có khoảng tầm 200 cái mã pin Nhưng không có cái nào là của mình Đây là của tất cả những cái người Mà người ta xác minh danh tính bị lỗi không thành công Và mình hỗ trợ sửa lỗi cho người ta Và xác minh danh tính nhận mã pin đầy đủ cho họ Và cái thứ hai là những người Không tạo được tài khoản AdSense Và có những người là đã có meo báo xác minh danh tính rồi Nhưng mà không dám xác minh danh tính vì sợ hỏng Và có nhờ mình thì mình xác minh danh tính Mình nhận mã pin luôn cho Thì đây có khoảng tầm 200 cái đây là chỉ là một số những cái mã pin mình nhận giúp về nhà mình tại vì họ sợ lạc. Mình có nói là nếu như các bác muốn nhận mã pin tại nhà tận tay thì mình sẽ làm thủ tục cho. Bưu điện sẽ giao tận nơi vào tay họ nhưng mà họ vẫn sợ lạc và họ không có nhà. Và họ đã nhờ mình là bảo thôi cứ nhận giúp cho họ luôn đi thì đây có khoảng tầm 200 cái mã pin. Nó rơi vào gần một gang tay rồi đấy, gần một gang tay đấy rồi nhá. Thấy không ạ? Đó thì là chỗ này khoảng tầm cỡ phải gần 2 cân mã pin rồi, cũng khá nặng tay đầm tay gần 2 cân. Đó thì mình đã giúp hỗ trợ tất cả những người như vậy nhận mã pin về. Còn nếu như anh em nào mà đã biết mình rồi thì biết cách làm việc của mình như thế nào và có những có người mà cũng biết mình sơ sơ qua và cũng chưa tin tưởng cho lắm cũng có nhờ mình dù lan tăn thì mình đã làm được rất rất nhiều người nhận mã pin rồi và mình cũng có chia sẻ với anh em rồi tất cả những cái người khi mà anh em hợp tác làm việc với họ thì nên tin tưởng họ trước khi làm việc với họ thì anh em phải tìm hiểu kỹ về họ trước khi làm việc giống như anh em xem được mình trên YouTube thì anh em có số điện thoại của mình liên hệ với Zalo cho mình sau đó anh em làm việc với mình nhưng mà anh em vẫn còn nghi ngờ lan tăn thì tốt nhất là anh em đừng liên hệ nữa đừng có làm việc nữa nếu như xác định anh em làm việc với một người nào đó thì anh em phải tìm hiểu trước đến khi nào đủ cảm nhận được người ta đủ uy tín đủ sự tin tưởng đối với bản thân các bạn thì các bạn hãy làm việc Tại vì họ không có thời gian họ nói chuyện quá nhiều để giải thích rằng là Ừ tôi rất là uy tín, bạn hãy tin tôi đi Không có người nào người ta uy tín hay là những người nào người ta có thừa cái uy tín mà người ta ngồi người ta giải thích cho bạn là Ừ tôi rất là uy tín, bạn hãy tin tôi Mà cái sự tin tưởng thì anh em phải tự tìm hiểu và tự đặt niềm tin vào người ta thì khi đó cái công việc của anh em nó mới thuận lợi được và mình đã trải qua ra khoảng tầm mấy trăm người rồi mã pin đây đã thực tế là khoảng tầm 200 cái chưa nói những cái mã pin mà mình làm thủ tục cho họ về tận tay họ nữa thì mình không tính thì nó rơi vào khoảng tầm cỡ khoảng tầm 200 mấy 300 gì đó là mình đã hoàn thiện được khoảng tầm hơn 200 cái sen cứ nội gọi là như vậy đi mình không dám kể đến con số 300 nhưng mà nó phải trên 200 rồi uhm, thì mình cũng trải qua được rất nhiều trường hợp gặp đủ các lỗi khác nhau và cũng gặp rất nhiều những người có tính cách khác nhau có những người cực kỳ kỹ tính có những người người ta làm xong thì người ta mới thanh toán tiền. Có những người mà người ta chỉ trả trước một nửa, hoặc có những người người ta dễ tính đến mức độ mà người ta tin tưởng hoàn toàn vào mình chuyển tiền xong nhưng mà người ta chưa làm được, người ta cứ để đấy. Có khi cả tháng sau người ta mới làm. Còn mình thì mình không thể nhớ được, mình không thể nhớ được những ai đã đặt lịch với mình cả. Mình phải à, sửa tên vào Zalo là ví dụ như kiểu là Nguyễn Văn A chẳng hạn là mình ghi là ngày 16 tháng 9 gạch ngang như vậy để mình biết là ngày 16 tháng 9 là có hẹn với khách này. Thì hàng ngày mình sẽ mở Zalo buổi sáng lên và mình xem xem là có những cái khách hạt đặt lịch như thế nào để mình còn hỗ trợ cho với có những cách mà có mail báo xác minh danh tính rồi nhưng mà lại không để ý cái mail đấy mình có chặn kỹ là để ý mail báo xác minh danh tính khi nào có mail báo xác minh thì đã gọi cho mình để mình xác minh cho tại vì họ đã đặt tiền xong hết rồi mọi thủ tục mình hoàn thiện xong hết rồi chỉ còn mỗi cái xác minh danh tính nhận mã pin nữa thôi là xong nhưng mà cũng có nhiều người người ta vô tư đến mức độ người ta không để ý vấn đề đấy đến lúc mình phải lục lại tin nhắn mình tìm xem là còn bao nhiêu người chưa xác minh danh tính nữa mà trong khi đó đã chuyển tiền rồi mình phải tìm thì mình phải cố gắng giải quyết cho họ càng sớm càng tốt đôi khi họ thoải mái quá họ tin tưởng mình quá thành ra mình không nhớ được mình quên và có những cái người mà người ta trả tiền xong rồi làm xong người ta còn cho thêm tiền mình tiền cà phê ví dụ như người ta trả mình tiền là làm sen xong rồi nhá đến lúc mà nhận mã pin về xong đến lúc gắn thẻ ngân hàng cho họ xong á họ cho mình thêm mấy trăm nghìn tiền cà phê nữa thật sự là mình cũng rất là ngại tại vì mình đã lấy tiền công trước rồi nhưng mà người ta gửi tiền cà phê thì mình thôi vẫn vui vẻ nhận cho người ta vui Chứ bây giờ mình từ chối thì người ta bảo là ở ừ, thế này thế kia cũng rất là khó và mình thật sự là mình cũng rất là thích tiền tại vì mình là người làm dịch vụ mà. Đôi khi mình cũng có một cái gì đó rất là phấn khởi trong ngày hôm đó nhận được một đồng tiền cả thưởng thế khoảng bằng 10 đồng tiền công. Các cụ hay nói rồi, một đồng tiền thưởng bằng 10 đồng tiền công. 10 đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. Đấy cho nên là kể 50 000 hay 100 000 hay 2 300 000 nó vẫn là một có gì đó rất là vui vẻ trong ngày hôm đó, cái tinh thần làm việc của mình nó sẽ khác hoàn toàn. Còn riêng anh em làm việc với mình, mình khẳng định luôn là anh em không phải lăn tăn bất kể một vấn đề gì cả. Trường hợp xấu nhất mình không xử lý được thì mình sẽ hoàn thiện lại 100% và các bạn không mất một cái gì cả. Chỉ là mình nhận tiền trước. Thì mình là người dịch vụ mà các bạn tìm đến mình trước khi các bạn làm việc với mình các bạn đã tìm hiểu về mình rồi các bạn phải liên hệ mình đúng không ạ thì các bạn biết mình là ai thì mình có xây dựng hình ảnh cá nhân ở trên youtube cho nên anh em không phải lăn tăn vấn đề là mình lừa đảo thế này thế kia tại vì sao mình dám nói như vậy tại vì chỉ có những người đang xây dựng hình ảnh cá nhân ở trên các trang mạng xã hội thì người ta mới uh, chắc chắn với bạn là một điều rằng là người ta sẽ không bao giờ lừa bạn tại vì con số lừa nó quá nhỏ ví dụ là một vài trăm nghìn hay là một hai triệu bạc nó không đáng để đánh đổi cái sự uy tín và cái hình ảnh người ta xây dựng bấy lâu nay ở trên trang mạng xã hội ví dụ bản thân mình mình không bao giờ vì một vài triệu bạc hay là một vài chục triệu mà mình đánh đổi cái uh, gì đó gọi là cái danh dự cái uy tín hay cái hình ảnh cá nhân của mình trên trang mạng xã hội tại vì mình là người làm dịch vụ chứ không phải là mình là người um, dạy khóa học này dạy khóa học kia hay là uh, đi uh, kiểu là đánh vào tâm lý người khác mình nói luôn là mình là người làm dịch vụ và mình sống bằng nghề làm dịch vụ và cụ thể hiện tại là mình đang hỗ trợ rất nhiều những cái người liên quan đến vấn đề là AdSense và có những rất nhiều người cũng liên quan đến vấn đề là mua bán kênh không tìm được nơi uy tín không có dám bảo hành trọn đời cho nên là mình sẽ kia luôn cả cái vấn đề là tìm kênh cho anh em nhưng mình trước khi mình test kênh mình phải kiểm tra rất là kỹ trước khi bàn giao kênh cho anh em cho anh em cứ yên tâm còn nói về cái sự lừa đảo ở đây thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình dám làm vậy rồi Tại vì lương tâm mình không cho phép anh em mình lừa của anh em được một hai trăm nghìn ở ờ, thì gọi là có đồng tiền này đồng tiền kia nhưng mà một hai trăm nghìn tiêu là hết cả một vài triệu bạc tiêu nhỏ cái là hết nhưng cái lương tâm mình là cắn rứt đến muôn đời muôn thủ không bao giờ hết được cái vấn đề đấy cho nên anh em không phải lo vấn đề là mình lừa anh em nhé số tiền anh em bỏ ra nó quá nhỏ không đáng để đánh đổi mình không bao giờ mình đánh đổi kiểu như vậy kể cả có một hai tỷ bạc thì uh, mình xem xét thôi còn một vài triệu bạc thì anh em không phải lo đâu nhá không đáng để mình uh, sang ngang cái uy tín của mình đâu cho nên anh em không phải lăn tăn vấn đề gì cả còn mình cũng chia sẻ rồi mình gặp rất 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 nhiều những người có tính cách khác nhau rồi có những người rất là kỹ tính có những người rất là dễ tính mà có những người um, đi hỏi dò và mình cũng nói luôn là ví dụ anh em động vào như vậy để im tình trạng như vậy thì mình xử lý được ngay và có những người mà phải chờ thì mình xem tình hình xong rồi là mình nói báo giá rồi là mình chia sẻ tất cả mọi thứ mình có nói luôn là nếu như không nhờ mình làm nữa thì cũng đừng đụng vào phải tìm hiểu thật kỹ trước khi làm tại vì bây giờ làm được ngay sửa lỗi được ngay còn nếu như các bác chưa tìm hiểu kỹ mà các bác cố tình động vào và sửa thử tại vì mình không có kiến thức mình sửa thử thì tất nhiên là phải hỏng và chờ 32 ngày sau thời gian rất là dài mà cái lỗi nó trồng lỗi thì lúc tìm cái người sửa lỗi cho anh em thì là phải gỡ rối ngay từ đầu về lần gốc nó hỏng ngay từ đâu nó mình sợ xóa dần xóa dần xóa dần mình gỡ dần thì mình mới làm cái mới được đó thì là cũng có rất nhiều người người ta vẫn cứ ở ừ, tôi thể để tôi thử xem nào nhưng mà có những người đã hỏi mình xong rồi chỉ cần cho trinh nhau một hai trăm nghìn thôi nha anh em cảm thấy chỗ kia nó rẻ hơn một tí cũng đi thử nhưng về sau cũng quay lại mình gặp rất nhiều rồi tại vì nó làm việc không phải là ít ngày trước mình làm những cái việc liên quan đến tại chạy quảng cáo adsense uh, chạy quảng cáo google ads sau đó nó chạy sang vấn đề là chia sẻ những cái gì mình biết ở trên YouTube. Những cái gì mình biết thì mình chia sẻ, có những cái gì mình không biết thì mình không làm video. Và tiếp theo là mình về sau thấy cái nhiều người người ta hỏi nhờ mua kênh của, tại sao người ta lại nhờ mình? Tại vì mình có một cái gì đó làm cho người ta tin tưởng và người ta sẵn sàng nhờ mình để tìm cho họ những cái kênh này kênh kia. Chấp nhận giá đắt cũng được, họ nói thẳng luôn là chấp nhận giá đắt cũng được, miễn sao mình tìm cho họ để họ yên tâm họ xây dựng. Và tiếp theo là lại cũng có rất nhiều người người ta cũng bị vấn đề liên quan đến Google Adsense xác minh danh tính là bị lỗi rất 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 là nhiều và người ta cũng liên hệ với mình và mình cũng có một cái gì đó đủ tin tưởng để người ta đặt niềm tin vào mình thì ít nhất là hiện tại ở đây mình phải có 200 trên 200 người người ta tin tưởng vào mình rồi đấy trên 200 người rồi đâu phải ít những cái này gọi là những cái số lẻ thôi còn đâu đó là còn rất nhiều nữa cơ mà anh em rất nhiều người nữa cơ mà có phải ít đâu đó, mà pin đó đâu phải là ít đâu đúng không ạ đúng không ạ rất nhiều bạn biết đâu phải ít đâu số người đặt niềm tin cho mình như này là quá nhiều mình không nghĩ là người ta tin tưởng mình đến mức độ như vậy và mình tất nhiên mình sẽ làm làm hết khả năng của mình và không làm cho người ta thất vọng thì người ta sẽ tiếp tục tìm đến mình trong những lần sau ví dụ như người ta có ai bạn bè người thân bị hỏng lỗi xem như thế nào thì người ta tìm đến mình và cái mã pin bằng này cái mã pin này không có nào của mình cả cái của mình là cái ngày xưa cái mã pin ngày xưa của mình là hai mười 9 đến 20 gì đó mình chả nhớ nữa nhưng lúc nay nó là đồ cổ rồi nó rất rất là cổ đấy cái mã pin của mình ngày xưa là như thế này cơ anh em ơi ngày xưa là như thế này cơ chứ nó không nó không giống như bây giờ bây giờ nó làm rất là đẹp và gọn ngày xưa là to như thế này đó rất là to cực kỳ to luôn cái này không nhận mình xem nó là năm bao nhiêu mình cũng không nhớ được ít nhất cũng phải tầm 3 năm rồi đây là không biết ngày tháng à bố cục mà không đóng dấu ngày tháng hay đã mờ rồi ừ, không có ngày tháng ở đây đó đó là cái mã pin của mình ngày xưa là như thế này còn bây giờ nó chỉ nhỏ như thế này thôi bây giờ nó rất rất là nhỏ Rồi giờ nó chỉ có tầm đây, đúng một nửa nếu mà xếp vào nhau đúng một nửa đây mình lấy hai cái mã pin mình chồng vào nhau nhé cho anh em xem nhé đây chồng vào nhau cho anh em xem này đó thì giờ nó còn đúng một nửa này thằng kia là gấp đôi Đấy, thằng cũ nó gấp đôi, thằng to chỉ có một nửa thôi, thằng bé chỉ có một nửa thôi, thằng thằng, thằng gần đây chỉ có một nửa thôi, tức là nó rút gọn được coi như là một nửa, diện tích rất là nhỏ mà nhìn rất là chắc chắn và đầm tay. Còn cái ngày xưa thật sự là rất, rất là cồng kềnh. À, thì mình chẳng biết phải nói gì hơn nữa chỉ muốn nói với anh em là trong cái video này mình muốn chia sẻ là khi anh em đã làm việc với mình thì không phải lan tan bất kiểm vấn đề gì cả. Còn có những người người ta vẫn tin tưởng và tìm những trên các nhóm ở trên phở bò Người ta chia sẻ những vấn đề này và vấn đề kia Và khi người ta rao bán kênh hay khi người ta rao sửa lỗi được anh em Không tìm hiểu kỹ, anh em thấy nó giá nó rẻ, anh em lao và anh em làm luôn Nhưng mà khi anh em chuyển tiền xong là mất, tại vì sao? Tại vì những đa phần, mình không nói tất cả nhé, mình có đa phần Có những người Người ta gọi là Có một kênh nhưng mà người ta tạo nhiều nick Facebook giả và người ta đi lừa Và các trang nhóm ở trên phở bò sau đó người ta đi lừa được một người, xong người đó người ta đóng nick lại, xong người ta đi mở một cái nick mới nữa, xong rồi người ta lại dùng kênh đó đi lừa tiếp người thứ hai. Mỗi kênh người ta lấy khoảng vài trăm nghìn thôi, ngày người ta làm vài kênh như vậy thôi, người ta kiếm tiền triệu là bình thường. Đó là lừa đảo. Còn có những người mà người ta trên phở bò người ta rất là uy tín, tại vì người ta có xây dựng hình ảnh cá nhân các, trên các trang mạng xã hội, có video trên YouTube, có hình ảnh cá nhân trên TikTok và có hình ảnh cá nhân ở trên uh, phở bò nữa, cho nên là anh em khi làm việc anh em phải tìm hiểu thật kỹ họ là ai họ có đủ tin tưởng hay không họ có hình ảnh cá nhân xây dựng hay không hay chỉ là một cái thể nào đó cá nhân nào đó gọi là vô danh người ta lừa xong người ta đi thì không ai biết họ ở đâu cả có kiện cáo cái nick này thì người ta cũng đóng lại rồi người ta đi mở nick khác người ta đi lừa tiếp còn khi anh em làm việc với nhau ấy anh em phải tìm hiểu thật kỹ họ là ai họ có đủ tin tưởng để mình làm việc hay không và khi đã đủ tin tưởng làm việc rồi thì mình hãy giao toàn bộ sự tin tưởng của bạn cho họ tại vì họ là người có kiến thức Họ đã, mình đã tin tưởng trao cho họ rồi thì mình sẽ không có ý kiến gì nữa nhiều người vẫn cứ uh, anh phải làm thế này anh phải làm thế kia cơ mà anh nhưng mà thẳng nếu như bạn làm được thì bạn làm đi tại sao mình nhờ mình làm gì mình nói thẳng luôn tại vì cách làm việc của mình nó khác và cách hướng xử lý của mình nó khác chứ không phải là bạn chỉ cho mình để xử lý kiểu này nếu bạn chỉ được thì bạn hãy tự làm đi đôi khi mình gặp rất nhiều người người ta chất vấn ngược lại mình người ta hỏi người ta chỉ đạo mình phải làm như thế này và phải làm như thế kia mình đưa tới người, ta, người khuyên rồi người ta không đồng ý mình sẽ sai gửi lại tiền ok bạn có thể là uh, tự uh, xử lý hoặc là bạn tìm được ai rẻ hơn hay là ai dễ tính hơn bạn xử lý còn cá nhân mình mình có cách xử lý riêng của mình rồi mình sẽ không bao giờ nghe theo bất kỳ một cái uh, hướng xử lý là của người khác tại vì mình đã có hướng xử lý trong đầu và chắc chắn mình sẽ làm được tại mình phải có bản lĩnh của mình mình đâu phải mình lúc nay vì những cái ý kiến xung quanh được tại vì mình biết chắc là cách của mình làm sẽ được thì tại vì sao mình phải nghe những người ta uh, cầm đèn tại trước ô tô người ta bảo mình phải xử lý như này xử lý như kia thật sự khi làm việc với những người như vậy mình rất là buồn, nó quá buồn luôn tại vì người ta tại sao người ta tin tưởng mình đặt niềm tin vào mình rồi nhưng người ta vẫn còn cái tình trạng là người ta à, cầm tay dắt mình đi hay là người ta cầm đèn chạy chiếc ô tô thật sự như vậy mình cảm giác như có một cái gì đó mình không muốn làm việc và mình sẵn sàng gửi lại tiền và mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa khi anh em sẵn sàng làm việc với ai trên online thì phải biết họ là ai có đủ tin tưởng hay không thì mới làm việc và cái tiếp theo là khi mình đã tin tưởng họ rồi, giao phó nhiệm vụ cho họ rồi, đã bỏ tiền ra thuê họ làm rồi thì hãy tin tưởng hoàn toàn vào họ. Đừng có phán xét họ, đừng có như thế nào họ. Tại vì khi người ta làm việc người ta phải có cảm xúc, người ta phải cảm giác như kiểu là mình đã có những trường hợp mình nói luôn là bảo là tốt nhất là các bạn nghĩ thoáng cái đầu ra, đừng có nặng nề của vấn đề đấy. Tại vì khi mình nghĩ thoáng ra mình vô tư lên thì công việc sẽ thuận lợi chứ mình đừng có câu có, mình đừng có có kiểu như là dò xét hay như thế nào đó. Nó tạo cái cảm giác cho cái người đang làm việc với bạn rất là khó chịu và công việc nó sẽ có một cái gì đó rất rất là khó thành công tất cả mọi thứ nó phải vui vẻ thì mới thành công được tôi chẳng biết nói dễ hơn nữa nếu như anh em nào có vấn đề liên quan đến Essen thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0922 883 994 một số điện thoại duy nhất một Zalo duy nhất một YouTube duy nhất không có phở bỏ mình không làm việc chế phở bỏ mình sẵn sàng từ chối ngay lập tức thân ái và quyết thắng chào tất cả anh em bye bye